hai bạn. Hôm nay Tóc Vàng sẽ ăn đồ chua nha, là chanh, xoài với là tắc nha. Và Tóc Vàng sẽ chia sẻ cho bạn cái công thức ăn đồ chua của Tóc Vàng nha. Ok, trước tiên thì mình sẽ cho một chén nước mắm nha bạn. Đây. Một chén đường. Bột ớt, nếu mà bạn ăn cay nhiều á thì bạn cho nhiều, còn ăn ít thì cho ít ha. Tiêu nha bạn, tiêu cũng vậy luôn, nếu bạn ăn cay nhiều thì bạn cho nhiều. Và muối tôm Như Ý, muối nhuyễn nha bạn. Đây là cái loại muối nhuyễn của nhà chị Như Ý. Này, tôi phải xịt cho một muỗng. Đây, cho thêm muối tôm hạt to vào bạn. Đây, muối tôm hạt to Như Ý mình cho vào tí xíu, mình sẽ nhai nó rốt rốt nha bạn. Cái hạt nó rất là giòn nè. Mình làm một miếng xoài trước. Wow. Tóc Vàng rất là thích cái muối này luôn. Tóc Vàng ăn đến ngủ thứ hai rồi bạn. Lực mình nè. Bây giờ Tóc Vàng sẽ khuấy cái hỗn hợp này lên nha. Mình sẽ cho thêm một ít muối. Ok, cái đồ sọt như vậy là ok rồi đó bạn. Mình sẽ ăn cái tắc này trước. Phải gọi là tuyệt đỉnh luôn các bạn. Ok, bây giờ tôi phải sang với chanh nha bạn.
Huyền thích vớt cho được cái hạt muối to bạn. Đây. Không thể không chép luôn bạn, quá đã. Thật sự là phê tới nóc luôn hả bạn. Nếu mà bạn ăn đồ chua thì bạn hãy thử cái công thức của Tóc Vàng nha, đảm bảo tuyệt vời luôn. Cảm ơn bạn đã xem video của Tóc Vàng. Hẹn gặp lại bạn vào video lần sau. Bye bye.